Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến video của mình. Cái thời gian vừa rồi thì thỉnh thoảng mình nhận được những cái comment, ví dụ như anh ơi sẽ khác nhau giữa Acqua di Gio và Acqua di Gio Profumo, Polo Chanel, EDT và EDP hoặc là Dior Sauvage, vân vân, rất là nhiều. Thỉnh thoảng lại có những câu hỏi như thế. Thì cái video của mình ngày hôm nay mình sẽ dành cho các anh em newbie, các anh em bắt đầu mới chập chững bắt đầu sử dụng nước hoa. Mình sẽ có những cái đánh giá tổng quát và ngắn gọn nhất giữa những cái điểm khác biệt giữa EDT và EDP của một số chai phổ thông và các anh em có thể mua được. Thì qua đó mình hy vọng là có thể là dựa trên những cái video của mình thì mình hy vọng là có thể giúp được cho các anh em một chút thôi, là khi mà các anh em định mua một bất kỳ một sản phẩm nào đó. Ok, let's go. Trước tiên chúng ta nói về một dòng sản phẩm rất là nhiều người nhắc đến của nhà Chanel, đó là Blue Chanel EDT và Blue Chanel EDP. Hai chai nước hoa này có gì khác biệt nhau? Sự khác biệt lớn nhất của hai chai nước hoa này đó là độ tuổi mà nó sẽ hướng đến. Ở bản EDT đó là một mùi hương citrus rất là nhẹ nhàng, rất là thu hút. Do đó nếu như các anh em nào tầm từ khoảng 21 đổ về lên và muốn có một cái mùi hương nó vẫn có cái nét nam tính, nó vẫn có cái nét trẻ trung của tuổi teen thì Blue Chanel EDT là cái sự lựa chọn dành cho các anh em. Còn Blue Chanel EDP thì lại hoàn toàn khác, đấy là cái mùi hương đậm hơn, ngọt ngào hơn. Nó hợp với các anh em nào đã có một cái gì đó nó manly, nó có một cái gì đó thành công trong công việc, nó cũng có gì đó thành đạt trong cuộc sống thì Blue Chanel EDP là cái sự lựa chọn dành cho các anh em. Bản Blue Chanel Perfume thì nó đối với cá nhân của mình nó không hề khác một chút gì đối với bản EDP. Do đó nếu như các anh em nào như có một cái phong cách giống như mình đã vừa nói, điềm đạm nam tính và mình ít nhiều mình có một cái chút ít trong cái thành công trong công việc trong cuộc sống, mình cần một cái mùi hương để thể hiện những cái điểm đó thì Blue Chanel Eau de Parfum hoặc là Perfume chính xác là cái mùi hương mà các anh em có thể chọn đến. Tiếp theo nữa, một cái dòng sản phẩm khác của nhà Chanel cũng rất là nổi tiếng không kém, đó là Chanel Eau de Parfum Sport và Chanel Eau de Parfum Sport All Extreme. Điểm khác biệt lớn nhất của hai mùi hương này đó là cái gì? Đối với bản Chanel Eau de Parfum Sport, đây là một bản đến bây giờ thì có thể là nhiều người không dùng đến, nhưng đối với mình đây là một mùi hương cực kỳ thích hợp cho những bạn trẻ nào năng động trong mùa hè. Các bạn thích một cái phong cách sport, các bạn thích phong cách một cái phong cách thể thao năng động tràn đầy sức sống thì chắc chắn rồi, Chanel Eau de Parfum Sport là cái sự lựa chọn dành cho các bạn. Còn bản Eau de Parfum Sport All Extreme thì nó có cái sự bạc hà, có quýt thì mùi hương nó nhẹ hơn, và đối với mình đây là cái mùi hương cực kỳ đa dụng, nó thích hợp với trong tất cả các dịp, mà cái điểm này thì Eau de Parfum Sport lại không làm được. Tất nhiên nếu như các anh em muốn các anh em có thể dùng được, thế nhưng mình cảm thấy Eau de Parfum Sport All Extreme nó phù hợp hơn, nó nhẹ nhàng hơn và nó dùng được các dịp. Mà một đặc điểm nữa thì mùi hương này không bao giờ sợ bị mọi người la ó, không bao giờ sợ bị ném đá, ném gạch. Và đây là cái mùi hương mình nghĩ là 90% khi mọi người thấy mùi hương của Chanel Eau de Parfum Sport All Extreme thì mọi người đều cảm thấy rất là dễ chịu, rất là thu hút. Đó, đấy là sự khác biệt. Đối với cá nhân quan điểm của mình là sự khác biệt lớn nhất giữa hai bản nước hoa của nhà Chanel. Và tiếp theo đó là sản phẩm của nhà Dior, mà ở đây là Dior Sauvage Eau de Toilette và Eau de Parfum. Về tổng quan hai mùi hương này là không có gì khác nhau cả, và nếu mà muốn phân biệt được thì chúng ta phải có một nền basic thì khi mọi người chúng ta mới có thể phân biệt được. Còn nếu nói chung thì rất là khó để có thể phân biệt được đâu là sự khác nhau giữa hai mùi hương này. Nó một cách ngắn gọn, ở bản Eau de Toilette nó có tiêu, nó có hương ambrosan, cho nên là mùi hương đôi khi nó vẫn ngọt ngào, nó thu hút. Thế nhưng bởi vì nó có tiêu cho nên là có những anh em sẽ cảm thấy nó cảm giác nó như hơi một chút giống mùi mồ hôi. Còn là bản Eau de Parfum thì lại khác, nó đã làm sâu lắng hơn, mềm mại hơn. Và tất nhiên rồi, bởi vì nó đã mềm mại hơn cho nên nó sẽ có cái tính đa dụng hơn rất là nhiều với bản EDT. Với cái cá nhân quan điểm của mình, bản EDP hay là EDT mình thích hơn thì mình vẫn thích bản EDT này hơn. Lý do là tại sao? Bởi vì Johnny Depp, gương mặt đại diện cho Dior Sauvage. Nếu như các anh em có thể tưởng tượng rằng nếu như so sánh giữa Johnny Depp và Brad Pitt, đấy là hai người đàn ông đều có một cái phong cách thu hút và loại thuộc bậc nhất hành tinh này. Thế nhưng đấy là hai người có phong cách hoàn toàn trái ngược nhau. Ở Brad Pitt đó là một quý ông lịch lãm, khi mà chúng ta nhìn thấy anh ta chúng ta đều biết đây là một quý ông lịch lãm. Còn Brad Pitt, Johnny Depp thì hoàn toàn khác. Ở anh ta chúng ta có thể cảm thấy một cái gì đó nó hoang dại, có một chút gì đó bụi bặm nhưng nó vẫn rất thu hút. Do đó cá nhân mình thì mình vẫn thích bản EDT hơn, bởi vì mùi hương của nó gần với cái hình ảnh của Johnny Depp hơn. Còn bản Eau de Parfum này nó đôi khi nó lại muốn một chút an toàn, do đó mình thật sự không thích một cái nét an toàn của Eau de Parfum. Do đó cá nhân của mình thì mình vẫn thích EDT này hơn. Còn tùy các anh em, cơ bản hai mùi hương này là giống nhau, chỉ khác là chúng ta muốn chọn lựa chọn hình ảnh như thế nào giữa hai nhân vật mình vừa so sánh, thì các anh em có thể mua mùi hương của Dior Sauvage đó. Tiếp theo nữa đó là
Giorgio Armani Acquadigio và Acquadigio Profumo. Chai giò trắng hiện tại mình đang cho một người anh em thiện lành mượn, cho nên ở đây mình chỉ có bản giò đen mà thôi. Về cơ bản, hai mùi hương này là có sự khác biệt nhau rất là lớn. Trong khi bản giò trắng đó là Citrus, Cinnamon. Và tất nhiên rồi, khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ cảm thấy một khí hậu đặc trưng của miền Địa Trung Hải với cơn gió biển có một chút hương thơm của chanh cam, thì nó rất thích hợp trong sử dụng trong môi trường không gian hẹp. Tất nhiên cũng có những anh em chê rằng đó là cái độ bám mùi, tỏa mùi của chai hương nước hoa này kém. Nhưng vấn đề là nếu như các anh em sử dụng trong môi trường không gian hẹp thì nó lại cực kỳ là ok trong mùa hè, đặc biệt là mùa hè nắng nóng ở Việt Nam của mình. Còn Acquadigio Profumo thì là loại hoàn toàn khác, bởi vì nó có cái hương incense nhang, cho nên mùi nó đậm hơn. Do đó đối với cá nhân của mình thì mình lại thấy bản Profumo này nó chỉ thích hợp sử dụng trong những hoạt động dã ngoại trong môi trường mùa hè ở Việt Nam. Nhất ví dụ như các anh em đi biển, các anh em đi dã ngoại, đi party, đi tụ tập bạn bè, thì Profumo này nó phù hợp hơn với bản giò trắng. Do đó tùy theo cái nhu cầu sử dụng các anh em có thể sử dụng giò trắng hoặc giò đen, bởi vì mùi hương của hai chai nước hoa hoàn toàn khác nhau. Và đối với cá nhân quan điểm của mình thì nên phân theo những dịp sử dụng như thế, và tùy theo cái nhu cầu của anh em và quyết định sẽ mua hay không. Tiếp theo nữa đó là Terre d'Hermès Eau de Toilette và Terre d'Hermès Eau de Parfum, cũng giống như chai Acquadigio mình đang cho mượn, cho nên mình chỉ có ở đây bản EDT. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai bản nước hoa này đó là ở bản EDP nó đã giảm cái nốt vetiver có hương bài xuống và nó đẩy cái nốt woody, nốt gỗ dày lên, cho nên mùi hương của chai nước hoa EDT này nó thanh hơn và nó mỏng hơn so với bản EDP. Cá nhân mình thì mình thích bản EDT này hơn. Còn nếu mà hỏi mình tại sao thì mình không biết. Và cá nhân mình và cũng rất là nhiều người đều thường không đánh giá cao bản Terre d'Hermès EDP. Do đó mình thực sự là mình muốn nói là anh em nào đang có ý định mua Terre d'Hermès một phong cách cổ điển classic lịch lãm, và nếu như các anh em nào đang lưỡng lự giữa hai bản này thì mình khuyên các bạn nên mua bản EDT đó. Và cuối cùng, đây là một sản phẩm của nhà Valentino, mà đây là Valentino Uomo và Valentino Uomo Intense. Hai mùi hương này là hoàn toàn khác biệt nhau. Trong khi bản Valentino Uomo thì như mình vẫn nói, đây là một cappuccino cổ điển của đàn ông Ý, rất là nhẹ nhàng, rất là thu hút. Nó cũng là một dạng như kiểu thu hút ngầm. Còn Uomo Intense nó có thêm da thuộc, nó có thêm iris, mùi hương đậm hơn, phấn hơn và ngọt ngào hơn. Có thể là đối với mọi người, có thể là có một số chị em thì sẽ nghĩ là nó hơi già, cũng có những chị em lại nghĩ nó là sexy. Thế nhưng cá nhân mình thì mình thích cả hai chai nước hoa này. Đôi khi mình thích Intense này hơn và đôi khi mình thích bản Uomo này hơn. Thế nhưng để cùng tổng quan lại thì mình đều thích hai bản nước hoa này. Nhưng nếu như anh em nào cần một cái mùi hương nhẹ nhàng và cổ điển thì đây, Uomo nó sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Còn Intense thực tế mà nói thì nếu như các anh em định mua thì nên lựa chọn nó hoặc là với Dior Homo Intense, nên so sánh với chai nước hoa của nhà Dior thì nó sẽ có vẻ là hợp lý hơn đó. Thì vừa xong là mình vừa tổng quát rất là nhanh sự khác biệt giữa EDT và EDP của một số sản phẩm thông dụng của nhà nước hoa Dior, Chanel, Valentino. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share, nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.